Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh và ngay cho anh em biết được cái ống tiêu phanh của con Ford Transit anh em ạ. Như anh em mình đã được biết ấy, thì cái phanh của mình nó sẽ hoạt động bởi cái piston phanh, mà piston phanh này nó sẽ được chia từ cái dầu phanh, từ cụm tổng phanh ABS. Đấy, có daily đến bộ xử lý trung tâm. Khi anh em mình nhấn vào cái bàn đạp chân phanh ấy, bộ xử lý trung tâm nó sẽ phân chia cái dầu phanh qua những cái piston, đẩy vào cái piston phanh bánh trước hoặc là piston phanh bánh sau. Thì những cái ống dẫn như thế này thì nó gọi là cái tiêu phanh. Đấy, nó sẽ cung cấp dầu đến cho cái piston phanh để đẩy piston phanh, từ piston phanh có dầu nó đẩy lên thì nó ép vào má phanh tiếp xúc với đĩa phanh và sẽ dừng lại cho anh em mình nhá. Đấy, nguyên lý thì nó loằng ngoằng thế nhưng mà anh em tạm hiểu là khi nào hỏng thì phải thay cái này. Đó là một là cái trường hợp là những cái đây này, mình lấy nét cho anh em nhé. Đấy, những cái nó bị sứt này, hay là bị hỏng gen này, bị hỏng ống tiêu này. Đấy, bất kể đầu nào, đấy, đầu này, đầu trước, đầu sau, thì anh em mình sẽ tiến hành thay thế nhá. Đây đầu của nó này. Cái hàng này nó có cả hàng thường ấy, thì anh em mình để ý giúp mình nhé. Hàng xịn thì nó sẽ như thế này, xịn thì nó sẽ có cái đấy, cái dot này, mã ngày tháng năm, chả biết này nó là cái gì đây. Đấy, nhưng mà tem mác của nó như thế này anh em này. Đây, tem mác đầy đủ, một cái trước một cái sau. Đây là tiêu phanh trước, phanh trước như thế này, phanh sau như thế này. Phanh sau thì nó nhỏ hơn, phanh sau nha, mình xem mã của nó đây. Nó ghi được 3,2 mm, Made Japan Pino. Đây, đây gần chả biết là tiếng Nhật hay tiếng Trung. Này chắc tiếng Trung. Đấy, trong đây hàng xịn anh em ạ, hàng về khá là nhiều, tương đối cho anh em. Nếu anh em mình cần hàng liên hệ với mình qua số 0949253889 nhé, và 0908468226 số like cửa hàng. Đăng ký bên kênh bên mình phía này để truy cập để cập nhật tất cả những cái video mình phân biệt hàng xịn và hàng thường. Truy cập web bên này để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Phạm Văn Auto, phân biệt thật giả, hun đúc niềm tin. Chúc anh em một hàng thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào.